Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 9, thị xã Sapa tổ chức lễ cắt băng khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Tham dự có đồng chí Giàng Seo Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và thị xã Sapa. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, thị xã đã ưu tiên nguồn lực để chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp 10 danh mục công trình với tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng trong đó có hai công trình trọng điểm là công viên văn hóa các dân tộc sapa và công trình sửa chữa cải tạo vườn hoa xuân viên sau gần hai tháng thi công hai công trình đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục như di chuyển chợ ẩm thực xây dựng sân khấu biểu diễn nghệ thuật tạo cảnh quan mở rộng đường phan xipang cải tạo sửa chữa cảnh quan công viên xây dựng mới đài phun nước và hệ thống điện chiếu sáng góp phần xây dựng thị xã ngày càng sáng xanh sạch đẹp tạo thêm những điểm vui chơi tham quan cho người dân và khách du lịch Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thị xã Sapa đã cắt băng khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa.